Xin chào các bạn. Như đã hứa, mình sẽ quay lại với một cái video so sánh thằng Tecno Pova 5 và thằng Garmin 20 Pro các bạn. Đây. Và mình trong cái video trước mình quên nói là thằng Pova 5 là cái dòng gaming nên nó sẽ được tạo một cái thẻ code của Free Fire các bạn ha. Đây là cái thẻ code của Free Fire mà Free Fire với lại Pova 5 hợp Tecno hợp tác để làm cái máy này ha. Đó. Các thông số thì đây. Các thông số của nó thì hai cái máy này các bạn nó chỉ khác nhau chút xíu về một cái thứ nhất là cái màn hình này. Thứ hai là cái pin thôi các bạn, còn gần như là nó giống nhau hết từ con chip cho tới RAM rồi nhưng cái thằng này thì sạc không được 45W các bạn ha, sạc nó chỉ được 35W thôi, còn thằng này thì được sạc 45W. Đây. Mình sẽ lấy cái máy của vàng các bạn ha. Mình cảm giác hai thằng này nó chênh nhau chút xíu thôi nhưng mà đây các bạn. Thằng này là 6 inch 6 này. Thằng này là 6 inch 7. Đây. Và đấy Pova là nằm nó to hơn một chút xíu các bạn ha. Pova nằm chơi game là đã hơn đó. Đó. Rồi, mình sẽ mở màn hình con Pova lên ha. Mặc dù thằng này là màn hình OLED các bạn nhưng mà lại mình lại cảm giác á. Đó. Mình sẽ mở sáng hết màn hình các bạn ha. Sáng hết cỡ luôn. Đó bạn thấy không? Thì cái màu sắc của thằng Tecno 20 Camon 20 Pro thì cảm giác nó sáng hơn. Nhưng mà các bạn thấy cái độ sắc nét của thằng Pova 5 nó cũng không hề thua kém ha. Thì máy này mình cũng dùng để chơi game thôi các bạn. Đó. Là máy phụ mà. Ở ngoài á thì cái độ sáng tại vì trong video các bạn không thấy rõ ha. Nhưng mà ở bên ngoài á, thì thằng 20 Pro các bạn nó sáng hơn ha. Còn thằng này thì mặc dù là màn hình LCD IPS thôi nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Chơi game rất là chất ha. Đó. Hai thằng thì rất là nhạy thôi. Còn thằng này các bạn nó có một cái điểm mà mình thằng Techno này cảm ứng nó nhạy quá các bạn. Để như lúc để trong túi quần á mình nó cứ bị nhảy các ứng dụng á đó, nó thì nó hơi dở chút xíu ha. Ở đây mặt sau này các bạn, đây nó khác nhau một chút xíu cái mặt sau các bạn ha, nhưng mà củ camera thì mình cảm giác là nó giống nhau đó, nó khác nhau ở chỗ đèn led các bạn đó. Mặt sau của nó đây ha thì thằng Tecno Pova 5 thì nó to hơn đó, Camera 20 Pro thì nó nhỏ hơn chút xíu, nên là bạn nào có nhu cầu mà chơi game thì thằng Pova 5 này thì quá ok rồi các bạn. Đó. Đặc biệt là nó có sẵn bộ hình nền của Free Fire ha, rất là đẹp. Mình mới khởi động chưa có cài bất kỳ một ứng dụng gì hết, rất là đẹp, rất là to ha, con này chơi game hơi bị đã luôn các bạn. Đó. Chơi game giải trí là tuyệt vời luôn, pin trâu, thiết kế rất là đẹp ha. Đây, thiết kế với mặt sau lưng này các bạn ha. Thiết kế rất là hiện đại, rất là gaming mình ha. Đó. Độ mỏng thì nó bằng nhau thôi, còn khi mà cầm lên á thì mình có cảm giác là cái độ nặng của nó thì không 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 quá khác biệt đâu các bạn. Nhưng mà về độ cầm về cái thoải mái thì mình cảm giác con Pova 5 là thoải mái hơn con Camry 20 Pro nhé, nó lạ vậy đó. Rồi còn về chiều ngang các bạn ha, chiều ngang thì hai máy gần như là như nhau đó, ha. Từ thiết kế tổng thể này đó chỉ hơn nhau có màn hình chút xíu thôi đó, nên bạn nào có nhu cầu gaming thì dùng con Camon thằng Tecno Pova 5 thì ok hơn. Còn thằng Camon 20 Pro này á, thật ra là mình chơi game cả ngày vẫn ok các bạn, tối về mới phải sạc lại ha, rất là đã. Pin trâu mặc dù chỉ có 5.000 mAh thôi, mình mở 3G liên tục và chơi game ha. Đó, Free Fire
rất là đẹp. Camera bro, con này thì mới ra, con này thì ra từ đầu năm các bạn ha, nhưng mà cấu hình thì như nhau, tùy vào nhu cầu của mỗi người thôi. Hiện tại thì con Camon 20 Pro này thì nó giá vẫn cao hơn các bạn, tại vì màn hình nó đẹp hơn ha. Nhưng mà thật ra cái mắt thường của chúng ta cũng khó là phân biệt khi chơi game giải trí đó. Nên mình nghĩ là tùy vào nhu cầu của mỗi người thôi, tùy vào cái mức độ chi tiền thôi, chứ còn hai máy này thì gần như là như nhau các bạn ha. Đó, một con 4 triệu 9 với lại một con 4 triệu 3 đó. Được cái này thì mất cái kia, con này được màn hình thì pin thấp hơn một chút xíu, con này thì pin cao hơn nhưng mà lại thấp hơn một chút xíu. Rồi. Đó. Mỗi lần đấy là một cái màn hình khác ha, rất là đẹp của Nova 5 ha, Free Fire rất là đẹp. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm hoặc là những cái sản phẩm công nghệ như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt. Con này chụp hình cũng khá là đẹp các bạn ha, tiếng Việt có sẵn.